Tại trận đấu quan trọng với U23 Yemen, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0, mở ra cơ hội lớn để tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đây là một trong những trận đấu quyết định cho sự thành công của đội tuyển U23 Việt Nam trong hành trình chinh phục các giải đấu quốc tế. Trận đấu đã diễn ra trên sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và đã thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ trên cả nước. Đối thủ của U23 Việt Nam, U23 Yemen đã chứng tỏ họ không phải là đội tuyển dễ chơi. Họ có bộ đôi cánh Awazi và Al Sarafi với tốc độ và kỹ thuật cá nhân xuất sắc, tạo nên nguy cơ trong các pha tấn công nhanh. Trong sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của U23 Yemen, tiền vệ trung tâm Hamza Hanas và hộ công Ala Adin đã tạo sức ép lên hàng thủ của U23 Việt Nam bằng những pha tấn công rộng và bất ngờ. Khả năng dứt điểm từ xa của Hanas đã khiến U23 Việt Nam phải cảnh giác, đặc biệt sau siêu phẩm từ khoảng cách 30m ở trận đấu với U23 Singapore. Trong khi đó, U23 Việt Nam đã không thể hiện được màn trình diễn ấn tượng như trận đấu với U23 Guam. Mặc dù kiểm soát bóng và duy trì sự liên kết trong lối chơi, các cầu thủ U23 Việt Nam gặp khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội ghi bàn rõ rệt. Khả năng dứt điểm vẫn là một điểm yếu của đội bóng. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã kiên nhẫn tấn công và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 2. Sự xuất hiện của Văn Cường và Đình Bắc đã làm cho đội bóng chơi thanh thoát hơn. Phút thứ 84, từ quả đá phạt góc của Khuất Văn Khang, Vĩ Hào đã bật cao đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thắng U23 Yemen với tỷ số 1-0, U23 Việt Nam đã chính thức giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2024. Thầy trò huấn luyện viên Chu Dê đang dẫn đầu bảng C với 6 điểm sau 2 trận và họ chỉ cần hòa U23 Singapore ở trận đấu cuối cùng để giành ngôi đầu bảng và vé dự giải U23 châu Á 2024 tại Qatar. Sự thành công của U23 Việt Nam trong trận đấu này đã làm cho cả đất nước hào hứng và tự hào, và đây là bước quan trọng trong hành trình chinh phục các giải đấu quốc tế của đội tuyển trẻ Việt Nam. Trận hòa 1-1 giữa U23 Singapore và U23 Guam tại vòng loại U23 châu Á 2024 đã tạo ra một tình huống lợi thế cho U23 Việt Nam trong cuộc đua giành vị trí đầu bảng C. Trước đó, U23 Guam đã thua trắng 0-6 trước U23 Việt Nam, trong khi U23 Singapore thua 0-3 trước U23 Yemen. Trận đấu giữa U23 Guam và U23 Singapore đã diễn ra cân bằng trong hiệp 1, với cả hai đội bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên trong hiệp 2, U23 Singapore đã được hưởng một quả phạt đền sau khi tiền đạo Chua Jikos bị phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Farhan Zulkifli đã thực hiện thành công quả phạt đền này, mở tỷ số cho đội bóng Đông Nam Á. Sau bàn thắng, U23 Singapore chủ động kiểm soát thế trận để bảo toàn tỷ số. Tuy nhiên, hàng thủ của họ đã không thể ngăn chặn bàn gỡ hòa của U23 Guam. Trong phút thứ 89, sau một quả ném biên, Ethan Saplan của U23 Guam đã ghi bàn thắng bằng đầu, ấn định tỷ số 1-1. Kết quả hòa này khiến cả U23 Singapore và U23 Guam gần như mất hết cơ hội đi tiếp. Ngoài ra, việc hai đội chỉ giành được một điểm sau hai lượt trận đã giúp U23 Việt Nam và U23 Yemen tận dụng cơ hội. Đội nào giành chiến thắng trong trận đấu giữa họ sẽ xác định vị trí đầu bảng C và có vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 sớm hơn một lượt trận. Liên đoàn bóng đá Indonesia BSSI đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF về trận chung kết giải U23 Đông Nam Á. Chủ tịch BSSI Eric Thohir đã tiết lộ điều này trước báo chí. Sau hơn một tháng kể từ trận đấu, người dân Indonesia vẫn không thể quên thất bại của đội U23 của họ trước U23 Việt Nam. Huấn luyện viên City Young và nhiều quan chức Indonesia đã phản đối quyết định của trọng tài, cho rằng họ đã thiên vị U23 Việt Nam. Huấn luyện viên City Young đã bị rút thẻ vàng trong hiệp 2 vì phản ứng không hài lòng. Sau trận đấu, ông tỏ ra tức giận về quyết định của trọng tài và cho rằng ông ta đã gây hỏng trận đấu. Ông nói, theo tôi, những quyết định của trọng tài thật đáng xấu hổ, ông ấy đã phá hỏng trận chung kết. Trọng tài không làm tốt nhiệm vụ ở giải đấu này, chúng tôi để mọi người xem và tự đánh giá về trận đấu này. Trưởng đoàn bóng đá Indonesia Sumadi cũng tỏ ra tức giận và thậm chí đe dọa rút khỏi AFF do sự bất công này. Ông nói, chúng ta cần phải đánh giá lại trận chung kết U23 Đông Nam Á. Làm sao chúng tôi có thể tham dự các giải đấu ở Đông Nam Á trong bối cảnh chất lượng trọng tài kém như vậy? Chúng ta cần xem xét lại khả năng Indonesia tham dự các giải đấu của AFF trong tương lai. Ngoài việc gửi đơn khiếu nại lên U23 Việt Nam, BSSI cũng đang xem xét việc giảm sự tham gia của họ trong các giải đấu của AFF trong tương lai. Ông Eric Thohir nói thêm, chúng tôi phải thảo luận để có phương án cụ thể trong bối cảnh lịch thi đấu khá bận rộn. BSSI sẽ cân nhắc không tham dự các giải đấu không thuộc FIFA Days, đợt tập trung của đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA. Vì số lượng cầu thủ khá ít nên chúng tôi phải cân nhắc tham dự giải đấu nào. Đội hình lý tưởng gồm 40 cầu thủ cấp độ U17, 40 người ở cấp độ U20 và 60 người ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Thế nhưng chúng tôi chưa đủ con số như vậy. Nguyễn Văn Toàn, người từng đoạt huy chương vàng SEA Games, vừa có một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của mình. Anh đã ký hợp tác với công ty iWin để ra mắt sản phẩm găng tay VT01.
Đây là một sản phẩm được lấy cảm hứng từ những pha cản phá xuất sắc của Văn Toàn khi anh bảo vệ thành công huy chương vàng của U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Trong hợp tác này, iWin sẽ đóng góp một phần lợi nhuận từ kinh doanh và sẽ hỗ trợ các hoạt động thiện nguyện. Họ sẽ ghi quỹ để ủng hộ các em học sinh nghèo hiếu học và trao quà tặng cho những người dân gặp khó khăn tại xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Nguyễn Văn Toàn chia sẻ, điều tôi cảm thấy hạnh phúc là khi những sản phẩm tới tay người chơi bóng đá, chúng cũng sẽ góp một phần nhỏ cho cộng đồng. Tôi hy vọng các sản phẩm của iWin sẽ được đón chào nồng nhiệt, vì đó là lúc tôi sẽ được thấy nhiều nụ cười của các em nhỏ cũng như những người còn thiếu may mắn trong cuộc sống. Nguyễn Văn Toàn đã từng là thủ môn được hy vọng trong bóng đá Việt Nam và thường xuất hiện trong đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên, do một số lý do, anh đã không còn giữ được vị trí chính thức tại Hải Phòng và không được huấn luyện viên Chu Dê đánh giá trong thời gian gần đây. Hợp tác này sẽ là động lực để Văn Toàn tiếp tục nỗ lực trong tập luyện và thi đấu ở mùa giải mới. Hy vọng anh có cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Pháp. Một cựu tuyển thủ đội tuyển Việt Nam bị cấm thi đấu vì liên quan đến bán độ vừa nhận được một tin vui. Ban kỷ luật VFF đã quyết định giảm án cho Nguyễn Gia Từ, một cựu trung vệ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Tin này được công bố vào ngày 25 tháng 8. Theo quyết định này, Gia Từ được phép tham gia các hoạt động bóng đá được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau khi hoàn thành thử thách kéo dài 6 tháng. Nguyễn Gia Từ từng là một trung vệ tài năng, thi đấu cho các đội bóng như Sông Lam Nghệ An và Xi Măng Gia Viết Xanh Ninh Bình trong giải V-League. Tuy nhiên vào năm 2014, anh bị liên quan đến việc dàn xếp tỷ số trong một trận đấu tại AFC Cup giữa Kelantan và Ninh Bình. Cùng với 8 cầu thủ khác của Viết Xanh Ninh Bình, Gia Từ bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Anh rất biết ơn về quyết định của VFF và chia sẻ về hy vọng của mình trong tương lai. Gia Từ đã tỏa sáng khi tham gia giải bóng đá phổi và thậm chí đoạt danh hiệu quả bóng vàng của các cầu thủ đá phổi toàn quốc. Điều này chắc chắn sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho anh và giúp anh vượt qua quá khứ đầy ám ảnh về bán độ. Câu lạc bộ Hà Nội đã sắp xếp một loạt hoạt động để chuẩn bị cho giải đấu AFC Champions League. Trong mùa giải 2023, Hà Nội sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam tại giải đấu danh giá nhất châu Á dành cho các câu lạc bộ. Thi đấu chống lại các đội mạnh như Urawa Red của Nhật Bản, Pohang Steelers của Hàn Quốc và Wuhan 3 Town của Trung Quốc. Nhằm chuẩn bị cho AFC Champions League mùa giải 2023-2024, câu lạc bộ Hà Nội không chỉ tập trung vào việc bán vé mà còn tổ chức nhiều hoạt động khác. Trong thời gian này, họ sẽ giao lưu với chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội, ông Đỗ Vĩnh Quang, ban huấn luyện và các cầu thủ của đội tại phố đi bộ Hồ Gươm bắt đầu từ 9 giờ ngày 9 tháng 9 và kéo dài đến ngày 10 tháng 9. Ông Đỗ Quang Vinh, chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội đã nhận định rằng bảng đấu của câu lạc bộ Hà Nội rất khó khăn với các đối thủ đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, đội bóng không đặt quá nhiều áp lực lên bản thân, chỉ hy vọng vượt qua vòng bảng. Ông cũng nói về việc tập trung và việc bổ sung lực lượng trước giải đấu. Họ đã thay thế những cầu thủ ra đi bằng các ngoại binh chất lượng từ các nước hàng đầu. Các tân binh cần thích nghi với môi trường mới và làm việc cùng đội để nghiên cứu đối thủ. Chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội cũng hy vọng người hâm mộ sẽ đến sân vận động Mỹ Đình để ủng hộ đội bóng trong các trận đấu sân nhà. Ông cho biết rằng sự hiện diện của khán giả sẽ giúp đội có điểm số tốt hơn. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã thể hiện quyết tâm cao nhất để mang lại niềm vui chiến thắng cho người hâm mộ. Mặc dù đối đầu với các đối thủ mạnh, anh và các đồng đội luôn sẵn sàng chiến đấu và hy vọng đạt được kết quả tốt. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.